안녕하세요. 저는 나발랍니다. 익남이야. 롱. 오케이, 라이. 하이, 하이, 하이. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Đào và Lộc. Mọi người biết không, Lộc đã ở ngoài đường nãy giờ là 5 tiếng đồng hồ rồi và buổi nắng chang chang và đây là lớp makeup của Lộc. Đúng như tên title thì hôm nay bây giờ Lộc sẽ hướng dẫn mọi người làm sao để trang điểm trong vòng 15 phút nhưng mà hoàn toàn không kem nền. Bước 1 là hãy nhớ là dưỡng da nè và đắp mặt nạ. Nếu như mà ngày thường thì chúng ta cũng không cần thiết là đắp mặt nạ như thế này, mà mình không cần đắp mask sheet mà chúng ta có thể đắp lotion mask, đó là cái viên mà khi chúng ta bỏ vào lotion nó nở bung ra và chúng ta chỉ cần đắp 3 phút thôi. 3 phút thì nó sẽ cải thiện làn da của mình ngay lập tức trước khi chúng ta đi làm, đi học, lập lớp lớp lớp. Nhớ nhé, skin care là bước quan trọng nhất. Tiếp theo là đến kem chống nắng nha. Đừng bao giờ quên kem chống nắng khi mà đi ra khỏi nhà nha mọi người. Nhất là những ai mà hay xem điện thoại này, xem màn hình tivi nữa, chứ không chỉ riêng chúng ta sợ nắng không. Và đến primer. Tăng 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 tăng. Bây giờ đến concealer, Lộc sử dụng concealer của Tarte. Lộc có một tip nhỏ, đó là để concealer khô một tí, đầu tiên chúng ta sẽ dàn ra những chỗ, chỉ đúng những chỗ cần che thôi. Sau đó đợi vài giây, tới khi mà lớp concealer của mình nó hơi khô và sánh lại một tí, lúc đó chúng ta sẽ tán ra từ từ. Nhớ nhé, dàn concealer lên để khô một vài giây, sau đó tán từ từ để khô, tán từ từ để khô, tán từ từ thì độ che phủ sẽ gấp bội. Phút thứ 89 rồi, vẫn tiếp tục tán concealer, để khô, tán từ từ, tán, ok. Lộc dùng MAC Mix & Fix để xịt ướt bông mút đánh nền lỏng, nhưng mà lại dùng em này để đánh phấn nén nha mọi người, đừng có dùng cái bông của nó nha, vứt đi. Sau đó chúng ta sẽ đánh phấn nén, Lộc sử dụng phấn của Kate màu số 04. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng loose powder để phủ áo đều lên. Và bây giờ tới má hồng. Lộc có thể không đánh son, nhất định phải đánh má hồng, tại nó sẽ khiến gương mặt của chúng ta hồng hào hơn. Và đặc biệt là với những kiểu trang điểm đơn giản như thế này thì đừng quên má hồng. Tới màu mắt nha, đơn giản thôi, dùng ngón tay tán ở giữa mắt, sau đó blend. Kẻ mắt trước thì hãy kẻ một đường thật là mỏng vào chân lông mi, để khi mà nhìn xa thì người ta chỉ tạo cảm giác là lông mi của bạn này rậm chứ nó không hẳn là một đường mặt nước. Nói vậy thôi chứ cũng ăn gian kéo với đúng một chút. Ham lời mà, ở đây có chị em nào ham lời giống Lộc không? Sau đó thì Lộc thì sẽ không vẽ chân mày đâu, nhưng sẽ dùng một cây mascara đã khô đã cũ rồi để chải chân mày. Bây giờ thì vào bước vẽ viền môi, Lộc sử dụng chì kẻ môi của NARS. Kẻ nào? Cái đoạn này rất là hấp dẫn, tô kẻ kẻ. Kẻ đã đời 80 năm xong, bây giờ chúng ta sẽ tô son. Lộc sử dụng màu son của Bobbi Brown, màu Tomboy. Đó, một màu nước tiệp với cái chì kẻ môi luôn. Ta-da! Vậy là lớp makeup ngày hôm nay của chúng ta đã xong rồi. Thì ra lại như cái lửa. Lớp makeup này thì chúng ta chỉ dựa trên hai điều quan trọng nhất thôi. Thứ nhất là concealer đúng chỗ cần conceal. Thứ hai là lựa một loại phấn có độ che phủ cao. Nhưng mà bù lại chúng ta sẽ không cần phải đánh nền. Vậy thì chúng ta sẽ không đối diện với nguy cơ là cái lớp nền nó bị cakey, nó bị nhăn, nó bị chảy, hay da mặt chúng ta cảm thấy khó chịu bởi vì cái lượng và sản phẩm liquid và cái lượng powder nằm ở trên mặt mình nó chỉ ở một vài vùng nhất định thôi. Còn lại là nguyên những cái vùng rộng như thế này, hoàn toàn không có nền, chúng ta cực kỳ thoải mái, nhẹ mặt tự nhiên, lên ảnh vô cùng tự nhiên. Và hy vọng là mọi người chúng ta sẽ có tip của mình nè. Tip này sẽ thích hợp cho những bạn mà đi du lịch nè, chụp hình bán ngay nè, hay là chúng ta công sở đi làm gì đấy. Đây là sẽ là một cái mà Lộc nghĩ rất là thích hợp, và chúc mọi người sẽ may mắn nhé. Ok, tạm biệt.